Sáng ngày 19 tháng 10, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Văn Kỳ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Nghi Xuân về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Lãnh đạo huyện Nghi Xuân cùng tham gia có Bí thư huyện ủy Phan Tấn Linh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam cùng các phòng ban. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra giám sát tại một số dự án liên quan đến việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trong quy hoạch, quản lý đất đai tại một số xã thị trấn của huyện Nghi Xuân. Trong kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, các cử tri đã gửi nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề như tình trạng các dự án đầu tư đã được giao đất nhưng chậm tiến độ, xử lý các tài sản công gắn liền với đất dôi dư sau sáp nhập xã thôn trường học, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá mỏ vật liệu xây dựng, xử lý trại thực nghiệm nuôi giống thủy sản, vân vân. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân cũng đã giao cho các phòng ban, đơn vị, địa phương tham mưu và báo cáo kịp thời các nội dung ý kiến của người dân. Đến nay, tất cả 7 ý kiến, kiến nghị đã được chính quyền địa phương giải trình rõ ràng, có phương án giải quyết cụ thể và nhận được sự đồng tình của cử tri. Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo kết quả việc giải quyết các kiến nghị, các đại biểu trong đoàn giám sát đã thảo luận về những kiến nghị của cử tri và những giải trình của Ủy ban Nhân dân huyện trước những vấn đề mà cử tri quan tâm. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Văn Kỳ, trưởng đoàn giám sát, ghi nhận Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Nghi Xuân cần tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc theo dõi các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án chậm tiến độ, tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri, tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi về công tác giải quyết, trả lời kiến nghị để cử tri theo dõi và giám sát.